Đầu tiên á, phải nói là rất là vui, là gọi là cảm xúc cái đứa con nó hoàn thiện, nó chỉnh chu, mọi thứ cũng đã được ra tới với mọi người rồi. Chúng ta hứng 2 trận bão, hơn 250 shot kỹ xảo. Mọi người thấy vậy thôi chứ trong đó đồ giả cũng nhiều lắm. Cái vaccine đầu tiên mình có lường trước, nhưng mình không nghĩ nó lớn đến như vậy. Đó là ở Phú Quốc không có quần chúng, mà phim của mình thì lại có rất nhiều quần chúng. Tại đa số thì sẽ là những cái cảnh đông người. Ngày mưa ở Phú Quốc, mỗi một giọt mưa rơi xuống là tiền ạ. Nhưng mà không ngờ là nó lại mưa từ sáng cho tới chiều, cho tới khi sập nắng, và đạo diễn quyết định phải về lại đất liền. Và tại sao trong đó là kiếm một cái bối cảnh khác ở Ninh Thuận. Nhưng mà tới ngày hôm sau, vừa mới tới ấp mái xong đặt xuống cái mưa kéo tới. Bắt đầu vừa thảnh cái là vô, quay liền, quay cái mưa, ngưng lại. Trời ơi, cái ngày đó là ngày cũng anh em ai cũng vất vả hết, đó là mình sẽ nhớ, cảnh nó nhớ lắm. Quan trọng anh Hòa là nhảy số rất là nhanh. Tôi thấy, tôi phải nói là tôi phục đạo diễn Võ Tấn Hòa. Anh quan sát, anh thấy em rất bình tĩnh. Công việc chính của anh Trung bây giờ là đạo diễn. Cái nhân vật này em lấy cảm hứng từ ai? Ông chạy tàu á, có thiệt, không Hàn Quốc. Thì anh Trung nói cho anh suy nghĩ. Thì mình chưa về nữa, là anh nhắn tin là anh giận dai luôn. Anh Hòa luôn tạo cho tất cả diễn viên, em nghĩ không chỉ mình em, một cái cảm giác là mọi người đặt rất nhiều niềm tin vô anh Hòa. Phước rất là lo, mà thuyết phục là vai này nó rất là phù hợp với em. Một trong những điểm mạnh nhất của anh là lựa người vào vai. Lúc nào cũng nói là em cứ làm đi, anh sẽ sửa cho, cứ làm đi, cứ diễn đi. Yên tâm, mọi người đặt rất nhiều niềm tin vô anh Hòa. Tú với Khoa là hai người tâm huyết nhất, góp ý nhiều nhất cho kịch bản. Ví dụ như vai hướng dẫn viên du lịch đi, cũng lên đến nhất là 3-4 lần để đọc kịch bản chung với nhau. Nên là cái sự mà phối hợp với Hòa, Tú với Khoa là không còn gì để nói. Khoa nghĩ là với cái số tiền mà để làm về chủ đề này, với những ngày quay như thế, với những cái di chuyển như thế, thì chỉ có anh Hòa mới làm được phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy thôi. Bộ phim này nó không phải là phim của Hòa mời họ đóng, mà phim này là chúng ta làm việc cùng nhau. Nên là cái tinh thần làm việc chung đó, nó giúp cho cái chuyện này hiểu nhau và tiêu với nhau nó tốt hơn rất là nhiều. Mọi người ơi, phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy đã chính thức khởi chiếu trên toàn các cụm rạp. Để mọi người cùng đón xem cùng với gia đình. Rất mong mọi người sẽ tới rạp để ủng hộ bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Tụi em có động lực, tụi em có kinh phí làm phần 2 các bác nhá. Chắc chắn đây sẽ là một bộ phim rất nhiều tiếng cười, rất nhiều năng lượng và rất nhiều cảm xúc bùng nổ, giúp cho mọi người có tràn đầy năng lượng để có một năm 2023 thật nhiều may mắn và hạnh phúc.